Linh Trang xin chào quý vị khán giả và các em nhỏ. Các em thân mến, chữ viết là sự sáng tạo kỳ diệu của con người. Mỗi ngày đi học, đến trường, đến lớp, chúng ta phải học chữ, viết bài. Chữ viết cũng là một môn học cần thiết, nhất là với những bạn nhỏ cấp tiểu học. Với môn tiếng Việt và những bài tập viết sẽ giúp các bạn nhỏ hiểu hơn về cái hay, cái đẹp của tiếng Việt. Bên cạnh đó còn rèn luyện cho các bạn nhỏ đức tính kiên trì, nhẫn nại, cẩn thận khi nắn nót viết từng con chữ trên trang giấy trắng. Chữ viết cũng là cơ sở, là nền tảng để chúng ta có thể học tốt hơn những môn học khác. Trong chương trình thiếu nhi hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của việc luyện viết chữ đẹp, các em nhé! Hiện nay, ngôn ngữ sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân của nước ta là tiếng Việt. Đối với trẻ em, việc dạy và học tiếng Việt có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm nâng cao khả năng sử dụng tiếng Việt của trẻ, đảm bảo cho các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt, tạo tiền đề cho việc học tập, lĩnh hội kiến thức ở các cấp học cao hơn. Để chuẩn bị cho học sinh học lên trung học cơ sở, mục tiêu trọng tâm trong dạy học tiếng Việt ở cấp tiểu học là phát triển kỹ năng, trong đó điểm nhấn là các kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết, bao gồm viết chính tả và làm văn. Nếu như kỹ năng đọc hiểu giúp các bạn nhỏ cảm nhận được và hiểu được những ý nghĩa tốt đẹp trong tiếng Việt, thì việc rèn luyện để viết đúng, viết đẹp, viết đảm bảo tốc độ không chỉ tạo điều kiện cho các em học tốt các môn học khác, mà thông qua đó còn giáo dục đức tính kiên trì, cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ sự sáng tạo. Ngoài ý nghĩa đó, việc luyện viết chữ đẹp còn nhằm tôn vinh vẻ đẹp của chữ Việt và gìn giữ giá trị văn hóa Việt. Các em thân mến, việc luyện chữ, luyện viết là vô cùng quan trọng, bởi lẽ khi ta làm một bài văn tốt, không chỉ là ý văn hay, câu cú mạch lạc, mà đó còn là cách trình bày, nét chữ đẹp nữa. Bởi vậy, việc luyện chữ đẹp cho các bạn nhỏ hiện nay được rất nhiều phụ huynh quan tâm. Khi cầm một trang vở lên, nếu thấy vở sạch, chữ đẹp, có lẽ cũng khiến tất cả chúng ta cảm thấy dễ chịu và hài lòng hơn, phải không nào các em? Để lớp học hôm nay có không khí sôi nổi thì bao nhiêu trong số các bạn muốn chơi trò chơi cùng cô nào? Giơ cánh tay thật cao! Chúng ta cùng chơi một trò chơi là tay trái, tay phải. Tay phải đâu là tay phải đâu? Tay phải đây là tay phải đây! Bên cạnh các môn học khác được bố mẹ quan tâm như toán, tiếng Anh hay các môn năng khiếu như hát, đàn, vẽ, thì luyện chữ viết cũng được nhiều phụ huynh chọn lựa cho con em mình học. Độ tuổi các bạn nhỏ học luyện chữ viết chủ yếu là ở bậc tiểu học, bởi lẽ đây là độ tuổi các em mới làm quen với chữ viết, tập cầm bút để viết những câu thơ, câu văn. Việc viết đúng các chữ, viết thẳng hàng lối, khoảng cách các con chữ phải đều nhau cũng là điều khá khó khăn với các bạn nhỏ với đôi tay còn non nớt. Bởi vậy, ngoài những giờ học trên lớp, bố mẹ có thể chọn những trung tâm uy tín với các giáo viên có chuyên môn để hướng dẫn cho các con việc luyện viết chữ đẹp. Nét chữ là nét người, nên không phải chuyện một sớm một chiều có thể khắc phục được ngay. Vì thế, ở một khía cạnh nào đó, việc luyện chữ chính là nền tảng để phát triển ý thức sau này. Muốn có được phương pháp luyện viết chữ đẹp, các bạn nhỏ cần phải chuẩn bị thật đầy đủ các đồ dùng học tập cần thiết cho quá trình luyện viết. Các dụng cụ đó bao gồm như bút chì, tẩy, bút máy, vở tập viết. Khi mới bắt đầu luyện chữ thì nên cho con trẻ viết bút chì và nên chọn loại bút chì 2B. Đến khi bé đã quen dần thì chuyển sang viết bút máy và nên chọn bút có ngòi nhỏ 0,5mm, đầu ngòi hình hạt gạo tròn, bởi vì loại bút máy này viết trơn, đều nét. Bố mẹ nên tránh mua những loại bút ngòi to vì nhiều khi xuống mực sẽ làm chữ bị nhòe và làm in sang các trang khác, rất mất thẩm mỹ. Đến với các lớp học luyện viết chữ đẹp, các bạn nhỏ sẽ được các cô hướng dẫn để hiểu và thực hành như nét viết, nét cơ bản, dê bút, phân biệt dòng, dòng kẻ, ly, điểm đặt bút, điểm dừng bút, chữ, chữ cái. Nét viết được hiểu là một đường viết liền mạch, không phải dừng lại để chuyển hướng ngòi bút hay nhấc bút, và nét viết này có thể do một hay nhiều nét cơ bản tạo thành. Nét cơ bản
là nét bộ phận để tạo thành nét viết nên hình chữ cái. Mỗi một chữ cái được hình thành từ các nét cơ bản khác nhau, nên khi viết, bé cần phải tuân thủ đúng quy trình các nét viết đó để viết một cách đúng và chuẩn nhất. Bên cạnh những giáo cụ hiện đại bổ trợ cho việc giảng dạy thêm trực quan sinh động, như thay vì việc phải kẻ ô trên bảng để viết như trước kia, các cô giáo có thể viết trực tiếp xuống giấy và sử dụng máy chiếu để các con có thể nhìn rõ hơn các chữ cái, thay sử dụng các mẫu chữ in sẵn, chữ mẫu phóng to lên bảng. Khởi động lớp học là một bài hát hay câu khẩu hiệu liên quan đến việc viết chữ hay các cuộc thi viết mini được cô giáo tổ chức để mang đến sự thi đua, hứng khởi dành cho mỗi bạn nhỏ. Tất cả những hoạt động này đều tác động rất lớn đến việc phát triển kỹ năng viết dành cho các bạn nhỏ và đã mang lại những hiệu quả tích cực. Tôi cho con đi học cái lớp luyện viết chữ này với mong muốn là con sẽ rèn luyện được cái tính kiên nhẫn, cẩn thận và tập trung. Và tôi nghĩ là những cái đức tính đấy nó cũng sẽ giúp ích cho con rất là nhiều trong cái quá trình sau này của con. Sau khi cho con đi học cái lớp này thì tôi thấy là con có ý thức hơn về cái việc viết chữ của mình và cũng có cái sự tập trung hơn trong cái việc học tập. Rèn chữ viết là để trau dồi kỹ năng viết chữ, kỹ năng trình bày. Bên cạnh đó, nó còn thúc đẩy và phát huy vai trò của giáo viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục toàn diện đối với học sinh. Điều quan trọng nhất trong dạy viện chữ cho các con đấy là đây là một bộ môn đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và phải kiên trì. Cho nên là chúng ta phải khơi dậy cho các con sự đam mê, sự yêu thích của chữ viết để các con thấy được là con chữ ở đây nó rất là nhiều sắc màu, đa dạng, không chỉ là chữ chuẩn mà bên cạnh đó thì các con có thể học chữ sáng tạo, nâng cao, bay bổng và có thể trang trí để chữ viết của mình đẹp hơn thay vì những con chữ đơn điệu. Và các con phải thấy được là chữ viết ở đây cũng là một môn nghệ thuật. Tuy nhiên trong quá trình dạy thì cũng có những cái khó khăn nhất định. Ở đây viết chữ thì đối tượng là các bạn học sinh tiểu học thì các bạn còn nhỏ tuổi. Một số bộ phận các bạn chưa có tính kiên trì, tỉ mỉ và cẩn thận. Chính vì thế giáo viên phải có chuyên môn sâu về chữ viết, am hiểu về chữ viết để phát triển được kỹ năng, sự đam mê và thay đổi phương pháp giảng dạy của mình để cho chúng ta có thể truyền đạt được tới học sinh những con chữ và sự yêu thích môn luyện viết này. Tham gia luyện viết chữ đẹp rất là bổ ích cho việc rèn luyện kỹ năng sư phạm của bọn em để sau này bọn em dạy cho học sinh những con chữ hay, con chữ đẹp. Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại mới, thời đại công nghệ thông tin. Mọi người thường ngồi vào chiếc máy tính để soạn thảo văn bản thay vì cầm bút viết ngay trên giấy. Khi công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, nó tác động không nhỏ đến tâm lý phụ huynh và các em học sinh. Cũng có nhiều người cho rằng viết chữ đẹp không cần thiết nữa. Đó là một quan niệm sai lầm vì chúng ta không phải chỉ đơn thuần là dạy chữ, mà đó còn là dạy người. Một quyển vở đẹp là khi chúng ta được viết lên những dòng chữ cẩn thận, gọn gàng. Nhưng ẩn chứa trong từng nét chữ chính là nét đẹp của người viết, là tinh hoa trong văn hóa Việt Nam. Chê Việt Nam, chê xanh xanh tự bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ chê xanh, thân gầy guộc lá mong manh, mà sao nên lũy nên thành chê ơi, ở đâu chê cũng xanh tươi, cho dù đất sỏi đất vôi bạc màu, có gì đâu, mỡ màu ít chất, dồn lâu hóa nhiều, rễ xiêng không ngại đất nghèo, chê bao nhiêu rễ, bấy nhiêu cần cù, vươn bình trong gió chê đu. Quý vị và các em thân mến, chữ viết cũng như một loại tài sản của con người. Người lớn rèn chữ đẹp để có định hướng tốt nhất dành cho con trẻ. Các bạn nhỏ ý thức được việc viết chữ đẹp cũng là một trong những nền tảng xây dựng những tính cách tốt đẹp của các em. Việc luyện chữ đẹp cần sự kiên trì, nhẫn nại và thời gian. Chính vì thế, các em hãy cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa để nét càng đẹp, nét càng ngoan các em nhé. Chương trình thiếu nhi tuần này tới đây cũng đến lúc phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị và các em đã dành thời gian theo dõi. Chị Lương Trang xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các em trong những chương trình sau.